Rồi, hôm nay mình sẽ làm một cái câu truy hàm ngược ha. Bây giờ đề bài cho cái đồ thị này là của f phẩy của x bình giữa x cộng 1. Vậy thì mình sẽ ghi như sau. Cái đồ thị này là của f phẩy x bình giữa x cộng 1, mà cái đồ thị này nó cắt trục hành tại trừ 1, 0, 1, 2. Một cái đồ thị mà cắt cách trục hành tại những điểm như này á, thì mình có thể ghi cái đồ thị thành cái hệ số A này đi. Cách tại trừ 1 tức là mình ghi x cộng 1, cách tại 0 là cách tại 1 đây, x trừ 1, cách tại 2, x trừ 2, cách tại 0, x trừ 0 là x ha. Đó. Rồi, bây giờ mình thầy sẽ cho x bằng 0 đi. Theo đây, 0 theo đây là f,1 ha. Còn này thế hay không? Tương tự, ví dụ mình cho x bằng trừ 1 cũng vậy. Thì mình thế trừ 1 này là f,3 sẽ bằng 0. X bằng 1 theo đây là f,1 0. X bằng 2 theo đây 2 là 4. 4 cộng 1 5, 5 chia 2 3. Đó, mà không. Đây, đó như vậy là mình thấy là khi mà x bằng 1 á thì f phải nó bằng 0. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ trở lại người ta hỏi cái hàm này. Hàm y bằng f x bình cộng 3 căn trừ 2. Muốn tìm cực đại cực tiểu ha, mình tính đạo hàm. FU đạo hàm. U phẩy nhân f phẩy u ha. Căn u đạo hàm là u phẩy là 2x chia 2 căn u trừ 2 đạo hàm 0 à, nhân với f phẩy u là x bình cộng 3 trừ 2. À, giải này bằng 0. Cái này khác không nha. Cái này x bằng 0 thôi. Đây. F phẩy bằng 0. Đây, f phẩy bằng 0 thì x bằng 1, 3. Ủa, đây ra x bằng 0 là 1. X bằng 0, cái này ra 1. Đây, x bằng 1. 1 ra 1 luôn, ok. Như vậy là cái này chỉ có 1 với 3 thôi đúng không? Tức là từ này suy ra là f phẩy x bằng 0 thì tương đương x bằng 1 hoặc x bằng 3 thôi. Như vậy thì f phẩy của này bằng 0, vậy mình cho cái này bằng 1 hoặc bằng 3. Đây, mình giải nè. Giải này mình chuyển vế qua x bình cộng 3 bằng 3 bình là chuyển qua đây là 3, 3 bình là 9 luôn, chuyển qua luôn ha. Mình phương luôn. Ngày 5, 25. Ok, cái này mình ra 2.000 trừ căn 6 cộng trừ căn 22. Rồi, mình kể cái bảng ra. Trừ vô cực trừ căn 22 trừ căn 6 không nữa nha, căn 6 căn 2 cực không. Đây là số x bình dương ha, đồ thị đang dương ha, âm dương âm âm xuống lên xuống lên xuống lên, một cực đại hai cực đại, suy ra hàm số này sẽ có hai cực đại nên đáp số mình sẽ là C.